Theo tờ Bloomberg, tỷ phú Warren Buffett vừa trở lại top 5 người giàu nhất thế giới. Nhà đầu tư lừng danh trở lại vị trí nói trên trong bối cảnh tài sản của công ty nhiều CEO, công ty công nghệ sụt giảm mạnh do sự rớt giá của cổ phiếu. Tài sản của Buffett đã tăng 7,2% trong năm nay lên 116,7 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của Berkshire Hathaway cũng tăng giá và đưa Warren Buffett vào vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Cũng trong giai đoạn này, các tỷ phú công nghệ như Elon Musk của Tesla và Jeff Bezos của Amazon đã chứng kiến giá trị tài sản dòng của họ giảm hơn 15%. Đây là lần đầu tiên trong năm 2022, tỷ phú Warren Buffett đứng vào vị trí này trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Hồi tháng 10 năm ngoái, nhà đầu tư huyền thoại đã tụt xuống vị trí thứ 11. Chứng khoán Mỹ nói chung giảm mạnh nhất trong 17 tháng trở lại đây, kể từ khi Nga mở các chiến dịch quân sự vào lãnh thổ Ukraine, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu dầu, kéo dài và gia tăng lạm phát. Hôm 4 tháng 3, Berkshire Hathaway tiết lộ việc mua thêm gần 30 triệu cổ phiếu trong Occidental Petroleum, một công ty dầu khí có trụ sở tại Houston, Thỏa thuận trị giá khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ vào giữa hôm mùng 7 tháng 3 đã giúp công ty của Warren Buffett giảm bớt khối tiền mặt kỷ lục 146,7 tỷ đô la Mỹ. Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã đầu tư 4,5 tỷ đô la Mỹ vào Occidental Petroleum trong 5 ngày, nắm giữ 91,2 triệu cổ phiếu trị giá tương đương với 5 tỷ đô la Mỹ hôm mùng 7 tháng 3. Tôi đọc từng từ và đây chính xác là những gì tôi sẽ làm. Warren Buffett nói với CNBC sau khi đọc báo cáo tài chính quý 4 của công ty dầu khí này. Ngoài ra, nhà đầu tư nổi tiếng liên tục nhắc tới bà Vicky Holup, CEO của Occidental. Theo Warren Buffett, bà Holup đã giúp nhà đầu tư hiểu rõ lợi nhuận trong hoạt động của Occidental, trả nợ, tăng cổ tức và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền tự do lâu dài, bền vững, tục buộc gọi thu nhập triển vọng được cải thiện của công ty cùng với giá năng lượng tăng vọt do Nga tấn công Ukraine đã thúc đẩy giá cổ phiếu của công ty này tăng 70% trong năm nay. Tỷ phú Warren Buffett nói, chúng tôi đã bắt đầu mua vào hôm 28 tháng 2 và chúng tôi đã mua tất cả những gì có thể. Trong lần tiếp theo rót tiền, Berkshire đã mua thêm 10 tỷ đô la Mỹ cổ phiếu ưu đãi trong công ty dầu khí, cùng với chứng quyền mua 83,9 triệu cổ phiếu phổ thông với giá là 58,62 đô la Mỹ nếu cổ phiếu của Occidental tăng trên mức đó, Berkshire có thể thực hiện những quyền của mình và bán cổ phiếu thu được để kiếm lời.